Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 13 tháng 1, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh đã đi thăm, tặng quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn xã Ngũ Kiên. Thăm và tặng quà của huyện có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện một số cơ quan chuyên môn của huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh và đoàn đã đến thăm các gia đình thương binh Cao Đắc Thụ, sinh năm 1941, 65 tuổi, đang ở thôn Trung 1, xã Ngũ Kiên. Hiện có hai ông bà ở với nhau, kinh tế gia đình ổn định, gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thương binh Lê Đình Chất, thương binh hạng 4/4, 65 tuổi, đảng ở thôn Dầu, xã Ngũ Kiên, bản thân vợ chồng ông sinh được 6 người con, trong đó 3 con trai, 3 con gái. Các con ông đã trưởng thành, xây dựng gia đình và ở riêng. Hiện có hai ông bà ở với nhau. Kinh tế gia đình khá giả, có nhà 2 tầng kiên cố, khang trang. Gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đàm Hữu Khanh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình, chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, an lành, đồng thời mong muốn các cụ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, tích cực động viên con, cháu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tặng quà của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho các cụ, chúc các cụ luôn khỏe mạnh, trường thọ, đón Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình.